Sáng 28 tháng 4, ATM gạo đầu tiên của thị xã Kiến Tường đã hoạt động tại trụ sở khu phố 1, phường 2, thị xã Kiến Tường. ATM gạo này do một nhà hảo tâm tại khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường 2 thực hiện. Theo đó, máy có thể chứa được trên 100 kg gạo, thiết kế cho ra khoảng 2 kg gạo mỗi lần bấm nút. Đặc biệt, ngay trong buổi sáng đã có thêm rất nhiều nhà hảo tâm đến tận nơi ủng hộ gạo, chung tay cùng với ban tổ chức với mong muốn mang đến niềm động viên, an ủi đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số gạo ban tổ chức vận động quyên góp được trong buổi sáng ngày đầu tiên đã được trên 3 tấn gạo. Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ tiến hành phát từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày. Hiện tại, ban tổ chức mong muốn tiếp nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để góp sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch COVID-19. ATM gạo đầu tiên tại thị xã Kiến Tường đi vào hoạt động đã kịp thời hỗ trợ cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này là nghĩa cử cao đẹp, làm ấm tình người giữa mùa chống dịch COVID-19.